Chào mừng các em đến với kênh Hề Liêm. Trong bài giảng hôm nay, hãy hướng dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 5 sách chương trời sáng tạo. Trong lớp 6 bài giảng, Hề Liêm đã các em khá dễ hiểu. Các em sẽ muốn khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 1 ôn tập số tự nhiên và các phép tính tiết số 2 chương 7 đến chương 10. Giờ mình sẽ làm tiếp phần bài tập câu số 6 tính bằng cách thuận tiện nha. Câu A là 58.000 cộng 200 cộng 2.000 cộng 800. Thì mình thấy là 58.000 cộng 2.000 sẽ là tròn. Nên mình sẽ nhóm lại 200 cộng 800 sẽ là tròn nghịch. Mình sẽ làm thành hai nhóm đúng không? Nhóm thứ nhất sẽ là 58 nghịch cộng 2 nghịch. Nhóm thứ hai là 200 cộng 800. Giờ 58.000 cộng 2.000, 58 cộng 2 là 60, kết quả là 60.000. 200 cộng 800 là 1.000, 60 cộng 1.000 là 61.000. Giờ tiếp theo là câu B. Trong biểu khối có dấu ngoặc, các em sẽ tính cho ngoặc trước nha. Số 17 dấu nhân viết lệnh. Mình sẽ tính nhẩm. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị 0 cộng 0 bằng 0, hàng chục. 3 cộng 7 bằng 10, viết 0 nhớ 1. Hàng trăm 7 cộng 2 là 9, khi 1 nhớ là 10. Giờ 1.000. 17 nhân 1.000 sẽ bằng 17.000. Tiếp theo là câu C. 25 nhân 9 nhân 4 nhân 7, khi mình thấy là 25 nhân 4 sẽ là tròn trăm, mình sẽ nhóm lại tính trước. 9 nhân 7 nhóm lại luôn. 25 nhân 4 sẽ bằng 100. Dấu nhân viết lại, 9 nhân 7 là 63. 100 nhân 63 sẽ là 63 nhân 100, có nghĩa là 6300 nha. Một số nhân 100, các em biết là số đó quay phim hay số 0 bên phải, có nghĩa là 6300. Giờ quan sát câu D. 831 nhân 56 trừ cho 831 nhân 46. Mình thấy là tích bên đây có 831, tích bên đây cũng có 831, các em sẽ giúp 831 giờ làm nhân tử chung, hay còn gọi là hữu số chung. Còn lại sẽ là 56 trừ 46. Giờ 831 dấu nhân viết lại. 56 chia 46 được 10. 831 nhân 10 sẽ là 831, khi số 0 bên phải, có nghĩa là 8310. Được rồi. Như là mình xong câu số 6 nha. Câu số 6 kem hiểu bài. Kem xong khích video hãy biết kem hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 7. Mình sẽ nói số hỗn hợp với dấu chấm hỏi. Giờ ở đây chấm hỏi cộng 26 sẽ bằng 468. Đây là phép cộng. Số hạng cộng số hạng bằng tổng. Muốn tìm một số hạng, mình lấy số. Mình sẽ lấy tổng trừ số hạng kia. Mình sẽ lấy 468 trừ 26 nhé. Hãy sẽ tính nháp như này. Mình lấy 468 trừ 26. Số này mình sẽ tính nhẩm cho dễ nhé. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. 8 trừ 6 được 2, hàng chục. 6 trừ 2 được 4, hàng trăm viết lại. Kết quả là 442. Mình sẽ nói dấu chấm hỏi này qua chứ 442 nhé. Và tiếp theo là câu B. Như vậy là một số nhân 26 bằng 468. Đây là phép nhân. Hừa số nhân hừa số bằng tích. Muốn tìm một hừa số, mình lấy tích chia hừa số kia. Mình sẽ lấy 468 chia 26. Hãy đặt tính vào tính phía dưới này.
Mình sẽ lấy 468 chia cho 26. Giờ mình sẽ chia nhậm luôn. Mình lấy 46 chia 26 được 1. 1 nhân 26 là 26, 46 trừ 26 còn 20. Hệ số 8 được lượng 208. 208 chia 26 được 8. 8 x 6 là 48. Ở đây có số 8, các em lấy 48 chia 48 bằng 0, với 0 với 4. 8 x 2 16, thêm 4 là 20. 20 trừ 20 bằng 0. Như kết quả sẽ là 18 nha. Mình sẽ nối cái này với số 18. Giờ tiếp theo là câu C. Đây là phép trừ. Dấu chấm hỏi trừ cho 26 bằng 468. Đây là phép trừ, số bị trừ trừ số trừ bằng hiệu. Muốn tìm số bị trừ mình lấy hai số này cộng lại. Thầy sẽ tính nháp phía này. 468 cộng cho 26 bằng. Mình sẽ tính nhậm cho này. 8 cộng 6 14 biết 4 với 1. Hàng chục 6 cộng 2 sẽ là 8, khi 1 nhớ là 9. Hàng trăm số 4 là kết quả là 494. Mình sẽ nói chấm hỏi này vô là 494. Tiếp theo là câu D. Chấm hỏi chia 26 bằng 468, đây là phép chia. Số bị chia chia số chia bằng 0. Muốn tìm số bị chia mình lấy hai số này nhân nha. Giờ mình sẽ lấy 468 nhân 26 nha, mình sẽ đặt tính vào tính phía này. 468 nhân 26. Giờ mình sẽ nhân từ dưới lên từ hàng đơn vị. 6 x 8 48, với 8 với 4. 6 x 6 là 36, thêm 4 là 40, với 0 với 4. 6 x cho 4 là 24, thêm 4 là 28. Số 2 nhân lên, 2 x 8 16, với 6 với 1. 2 x 6 12, thêm 1 13, với 3 với 1. 2 x 4 là 8, thêm 1 nhớ là 9. Số 8 hạ xuống. 0 cộng 6 bằng 6. 8 cộng 3 11, 16 1 nhớ 1. 2 cộng 9 11, khi 1 nhớ là 12. Kết quả là 12.168. Mình sẽ nói chấm hỏi này qua 12.168. Như là mình xong câu số 7 nha. Câu số 7 kem hay bài. Các em sau khúc video hãy với kem hay bài. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu số 8. Lớp 5C nhận về 35 hộp sữa gồm có hai loại: sữa có đường và sữa ít đường. Số lượng sữa có đường nhiều hơn sữa ít đường là 11 hộp. Hỏi lớp 5C đã nhận về bao nhiêu hộp sữa mỗi loại? Như đề bài nói là lớp 5C nhận về 35 hộp sữa gồm hai loại: sữa có đường và sữa ít đường, như đây là chính là tổng. Tổng có hai loại sữa là 35 hộp. Sữa có đường nhiều hơn sữa ít đường 11, đây là hiệu của số sữa có đường trừ cho sữa ít đường. Đúng. Đây là bài toán tổng hiệu. Đúng rồi. Như vậy muốn tìm số lớn thì kem lấy tổng cộng hiệu chia 2. Đề bài hỏi lớp 5C đã nhận về bao nhiêu hộp sữa mỗi loại? Chứ mà sẽ tính số hộp sữa có đường. Số hộp sữa có đường. Là mình sẽ tính số hộp sữa có đường. Giờ mình sẽ lấy tổng cộng hiệu chia 2. Sữa có đường nhiều hơn sẽ là số lớn nha. Mình sẽ lấy 35 cộng 11 được chia cho 2. Mình sẽ tính nháp như này.
Nhi là 35 cộng 11 sẽ là 46. 46 chia 2 sẽ bằng 23. Nhi ở đây sẽ là 23. Giờ bây giờ mình sẽ tính số hộp sữa ít được. Như vậy các em lấy 23 này trừ 11. Quay sữa. Sữa có đường nhiều hơn sữa ít đường 11 hộp. Có nghĩa là sữa ít đường ít hơn sữa có đường là 11. Mình sẽ lấy 23 trừ 11. 23 trừ 11 còn lại là 12. 12 hộp. Như đáp số rồi. Sữa có đường là 23 hộp, sữa ít đường. Mười hai hộp. Giờ như là mình xong câu số 8 nha, câu số 8 kem thứ bạc, cái xong hết video hẹp kem thứ bạc. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 9. Câu số 9 mình sẽ viết số hết hợp vào chỗ chấm. Tớ có 120.000 đồng, tớ mua một hộp bút có giá 30.000 đồng. Số tiền còn lại vừa đủ để tớ mua 12 quyển vở cùng loại. Như là mỗi quyển vở tớ mua có giá bao nhiêu tiền? Thì sẽ tính nhau chứ nào. Như là đề bài nói là bạn tớ có 120.000, tớ mua một hộp bút 30.000 đồng. Bây giờ sẽ tính số tiền còn lại sau khi mua cái hộp bút, chính là số tiền để mua vợ đúng không? Như vậy tổng số tiền mua vợ là số tiền mua vợ. Mình sẽ lấy 120.000 trừ cho 30.000 đồng. Mình sẽ lấy 120 trừ 30 thì được 90 nghìn giữ nguyên, kết quả là 90.000 đồng. Giờ bây giờ số tiền này mình sẽ bạn Tú mua 12 quyển vở. Bây giờ mình tính giá tiền mỗi quyển vở, mình sẽ lấy 90.000 chia cho 12. Giá tiền một quyển vở là 90.000 chia cho 12. Rồi sẽ đặt tính về tính phí này. 90.000 chia 12. Giờ mình sẽ lấy 9, 90 chia 12 sẽ được 7. Giờ 7 nhân 2 là 14. Ở đây có số 0. Kém lấy 20 trừ 14 sẽ được 66. Nhớ 2 nha. 7 nhân 1 là 7, thêm 2 là 9, 9 trừ 9 bằng 0. Hệ số 0 này xuống được 60. 60 chia 12 được 5. 5 nhân 2 là 10. Ở đây có số 0, các em lấy 10 trừ 10 bằng 0, viết 0 với 1. 5 nhân 1 là 5, khi 1 nhớ là 6, 6 chia 6 bằng 0. Còn là hai số 0 này chia 12 thì bằng hai số 0. Có nghĩa là 7.500. Kết quả ở đây sẽ là 7.500 nha. Giờ các em điền ở đây chính là 7.500 đồng. Như là mình xong câu số 9 nha. Câu số 9 kem hai bài. Các em xong hết video phải biết kem hai bài. Tiếp theo là câu số 10. Quy số hết hợp và dấu chấm. Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019, tỉnh Nam Định có dân số Nam là
872.035 người, dân số nữ là 908.358 người. Câu A người ta hỏi là tỉnh Nam Định có dân số nữ nhiều hơn nam bao nhiêu? Các em lấy số này trừ số này là ra kết quả thôi, đúng không? Thầy sẽ tính nháp phía này. Giờ thầy sẽ hướng về phép trừ ở đây. Chín trăm linh tám nghìn ba trăm năm mươi tám người trừ cho 872.035. Giờ mình sẽ trừ từ trên xuống từ hàng đơn vị. 8 trừ 5 được 3, 5 trừ 3 được 2, 3 trừ 0 bằng 3, 8 trừ 2 được 6, 0 trừ 7 không được. Mình sẽ lấy 10 trừ 7 được 3, viết 3 nhân 1. 8 này khi 1 nhân lên 9, 9 trừ 9 bằng 0, như là 36.323 nha. Tiếp theo là câu B. Dân số của tỉnh Nam Định là bao nhiêu người? Thì mình lấy hai số này cộng lại thôi, đúng không? Thầy sẽ tính viết như này. Giờ 8 cộng 5 13, viết 3 nhớ 1. 5 cộng 3 là 8, khi 1 nhớ là 9. 3 cộng 0 là 3. 8 cộng 2 là 10, viết 0 nhớ 1. 0 cộng 7 là 7, khi 1 nhớ là 8. 9 cộng 8 17. Như vậy kết quả là 1.780.393. Giờ như là mình xong câu số 10. Câu số 10 kem hiệu bài, cái xong hết video hẹp kem hiệu bài nha. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần đất nước em. Quan sát biểu đồ trong sách giáo khoa và viết tiếp vào chỗ chấm. Tên các loại trái cây theo sản lượng thu hoạch từ ít đến nhiều là. Giờ mình sẽ quan sát biểu đồ trong sách giáo khoa. Như vậy là thu hoạch thì mình thấy là mảng cầu sẽ là ít nhất, chỉ có 6. Đúng rồi. Đơn vị đây là nghìn tấn. Mảng cầu thấp nhất là 6.000 tấn. Tiếp theo là bưởi 11.000 tấn, chanh 22.000 tấn, dứa là 24.000 tấn, và là cao nhất sẽ là mít 61.000 tấn. Như vậy thứ tự sẽ là mảng cầu, tiếp theo sẽ là bưởi, chanh, dứa và cuối cùng là mít, đúng không? Như các em để đây sẽ là mảng cầu trước nhé. Tiếp theo sẽ là bưởi. Tiếp theo sẽ là chanh, dứa và mít. Đúng này. Câu B là sản lượng thu hoạch chanh sẽ gấp mấy lần bưởi? Mình quan sát biểu đồ chanh là 22, bưởi là 11. Mình sẽ lấy 22 chia 11 là bằng 2, như là gấp 2 lần. Các em để đề số 2 gấp 2 lần. Câu C là sản lượng mít so với tổng sản lượng các loại trái cây thì sao? Mít so với tổng sản lượng trái cây. Giờ bây giờ mình sẽ đi tính tổng sản lượng các loại trái cây khác trừ mít ra xem bằng bao nhiêu. Như mình sẽ lấy 24 cộng 11 cộng 22 cộng 6 bằng. Mình sẽ tính nhẩm chỗ này. Mình sẽ lấy hai số này cộng lại đứng trước đi cho dễ. 24 cộng 11 sẽ là 35. 22 cộng 6 là 28. Giờ 5 cộng 8 13, viết 3 nhớ 1. 2 cộng 3 là 5, khi 1 nhớ là 6, 63. Ở đây mình thấy là mít là 61.
Như vậy có nghĩa là sản lượng mít sẽ ít hơn tập sản lượng các trái cây còn lại. Như các em trả lời ở đây sẽ là sản lượng mít. Sẽ ít hơn tổng sản lượng các loại trái cây còn lại. Như là sản lượng mít sẽ ít hơn tổng sản lượng các loại trái cây còn lại nha. Giờ như là mình xong phần đặt nước em, phần đặt nước em kem hiệu bài, cái xong khách video hãy biết kem hiệu bài nha. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần khám phá, đọc nội dung trong sách giáo khoa, viết số và dấu chấm, bình quân mỗi hộ canh tác bao nhiêu mét vuông nha. Bây giờ mình quan sát nội dung trong sách giáo khoa. Như vậy là mình thấy là nếu 25 hộ dân được chọn để canh tác 1 triệu mét vuông sầu riêng trên vùng đất được cấp mã vùng, thì bình quân mỗi hộ canh tác bao nhiêu mét vuông? Thì mình sẽ lấy 1 triệu này, mình sẽ chia cho 25 đúng không? Thầy sẽ tính nháp phía này. 1 triệu chia 25. Như vậy là trước hết các em lấy 100 này chia 25 được 4 đúng không? Giờ còn là 4 số 0, các em biết là 4 số 0 thôi. Có nghĩa là 40.000 nha. Chỗ này các em sẽ định là 40.000 mét vuông. Giờ như là mình xong phần khám phá nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá giảng giờ thì bạn khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, cái sau nước đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.